Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Kerry. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vẽ một bức tranh về một nhân vật nữ rất là dễ thương trong bộ truyện tranh Naruto, đó chính là Sakura. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok, và như thường lệ thì mình đã vẽ trước bức tranh này bằng bút chì. Giờ thì chúng ta sẽ sử dụng bút lông để tô lại nhé. Ok, đầu tiên để vẽ nhân vật Sakura này thì mình sẽ vẽ khuôn mặt hình tròn, bầu bĩnh. Mình sẽ vẽ đường cong như thế này là khuôn mặt. Ở đây chúng ta sẽ có một cái góc nhỏ 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 như thế này. Và đây sẽ là phần tóc của Sakura. Tương tự cho bên này. Mình sẽ nối lại như thế này. Và bên này cũng vậy. Ok, và phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái băng đô, đồng thời cũng là chiếc băng bảo vệ trán của Sakura. Chiếc băng này sẽ có biểu tượng của làng lá ở đây như thế này. Bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm một lớp tóc nữa cho Sakura ở đây. Vẽ những đường zigzag xuống như thế này. Ok, và vậy là chúng ta đã vẽ xong khuôn mặt của Sakura. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ vẽ mắt, mũi và miệng. Chiếc mũi nhỏ bằng dấu phẩy ở đây. Chiếc miệng như thế này. Bây giờ mình sẽ vẽ con mắt nhé. Mắt của Sakura hình tròn. Và trên này sẽ là lông mày. Ok, và vậy là xong một con mắt. Và bây giờ sẽ là con mắt bên này. Giờ sẽ là lông mày. Ta-da! Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ đến phần thân. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái cổ áo trước. Chúng ta sẽ vẽ hình hai chiếc lá ở cổ áo như thế này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ đến cái áo của Sakura. Đây là một chiếc áo sát nách, rất là năng động. Ừ.
đây là phần chiếc băng đội đầu. Rồi, chiếc áo của Sakura sẽ có đường kẻ như thế này. À, ok, bây giờ thì mình sẽ vẽ đến phần chân. Chúng ta sẽ vẽ chiếc váy trước như thế này. Sakura của chúng ta đang mặc một chiếc váy ngắn xẻ ở giữa. Rồi, đây thì mình sẽ vẽ một cánh tay đang chống hông. Một cánh tay của Sakura đang chống hông. Đây sẽ là chiếc bao tay. Các ngón tay. Đó. Và đây sẽ là cánh tay bên này. Cánh tay bên này sẽ vẽ đơn giản hơn. Cánh tay bên này đang buông thõng xuống. Rồi, tuyệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ nốt phần chân của Sakura. Mình sẽ vẽ hai cái chân ở đây như thế này. Chúng ta sẽ có hai cái tất chân ở đây và khúc trên này có một ít băng bảo vệ đùi như thế này. Ok, và ta-da, bức tranh Sakura của mình đã được hoàn thành. Giờ hãy cùng mình đi tô màu để xem bức tranh của chúng ta như thế nào nhé. Và đây là tác phẩm của chúng ta sau khi đã được tô màu xong. Các bạn thấy thế nào? Đừng quên để lại comment cho mình biết nhé. Nhớ ấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt.